Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dungeons Dragons. Mình là Hải Đăng. Trong tập ngày hôm nay thì tụi mình, actually không phải là tụi mình, mà là đối thủ của tụi mình, Team Lèo, sẽ mang tới cho các bạn một trong những tựa game đến từ nhà phát hành Brocubator, trò chơi tên là Project L. Project L là một trò chơi gia đình thuộc thể loại trừu tượng chiến thuật. Game thì đây hiện đang nằm trong top 20 của thể loại trừu tượng trên Board Game Geek đi nhé. Và thôi, không mềm nữa, hãy để Team Lèo giới thiệu cho các bạn cách chơi trò chơi Project L, cũng như là Team Lèo sẽ mang tới cho chúng ta một buổi playthrough để chúng ta có thể trải nghiệm được cái quá trình chơi Project L một cách chân thật nhất. Nếu như các bạn có hứng thú và đam mê với board game, hoặc là muốn nâng tầm trải nghiệm board game của các bạn lên, thì đừng quên ấn nút subscribe channel của tụi mình để được theo dõi thêm những video như thế này hàng tuần luôn. Project Lèo. Cái này chơi mục đích là ai của em được nhiều điểm nhất và thắng thì là điểm đó là dựa trên mấy cái tile này. Đây là 4 điểm mà nếu em hoàn thành được tile này. Nếu em hoàn thành tile này thì em sẽ đặt nó xuống đây. Này sẽ là Victory Power tile. Thì để hoàn thành được một tile thì em đơn giản thôi, tại vì là em fill được hết tất cả ô trong đó. Đặt mấy cái piece này vào bằng cách đó em fill hết ô này. Rồi sau khi mà em fill được hết này rồi á, thì có những cái luật, ví dụ như em không được đặt lên trên cái ô màu đen này, không được lấn ô màu đen này, hoặc là không được có ô nào trống. Coi như là em không được có piece nào mà em đặt nó bị lấn lên trên cái ô màu đen này, hoặc là em không được một ô nào trống hết. Nếu mà em hoàn thành được cái này rồi thì tất cả những piece này sẽ trả lại vào trong supply của em không bị mất đi, nhưng mà em được gain thêm một cái piece mới nữa. Phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhỏ này trước bây giờ. Là bắt đầu từ những cái nhỏ này trước. Rồi game này sẽ end khi nào mà cái chồng màu đen này hết sạch. Ok. Còn chồng màu trắng này thì không bao giờ hết. Hai cái chồng khác gì nhau à? Thì chồng này nó cho mình ít điểm hơn. Nên nó cho những cái thao cơ bản hơn. Ok. Tại vì mình chơi với base game thôi cho nên mình chỉ lấy 5 action đầu tiên. Vâng. Action đầu tiên là take, là lấy một cái puzzle, một trong hai hàng này. Em lúc nào em cũng chỉ có được maximum là 4 puzzle thôi. Em không lấy được quá 4, em phải hoàn thành một trong bốn cái đó rồi em được lấy thêm. Puzzle là đây à? Trong puzzle đây. Okay. Lấy hàng nào, lấy cái nào cũng được. Xong rồi action kế tiếp là recycle. Recycle sẽ cho phép em wipe hết một cái puzzle tất cả luôn, xong rồi lấy một set mới ra. Kế tiếp là upgrade. Upgrade là em được lấy một piece của level 1. Để em lấy một piece của một cái level. Không, nó sẽ suy ra từ level 1 mà là bất cứ level nào, lấy một em có either lấy một piece ở cùng level nó trên một level hoặc là dưới một level. Okay. Nếu mà trong một vài những trường hợp mà rare, những trường hợp mà đặc biệt á, nếu giả sử như từ level 1 em muốn lấy level 2 nhưng mà level 2 không có nữa, em được quyền em lấy lên luôn level 3. Nhưng mà đó là một trong những trường hợp đặc biệt, hết sạch luôn. And that's really rare, hai người không có. Và kế tiếp là place, là đặt một piece vào trong cái puzzle. Còn Master là em chưa được làm một lần trong turn, trong mỗi turn thôi. Thì trong turn của em sẽ được làm 3 action. Thì 3 action nó có thể làm cái gì cũng được, nhưng mà cái Master thì chỉ được làm một lần trong cái turn thôi. Thì em đặt một piece lên trên từng cái puzzle. Có những puzzle em có thể em chọn không đặt, tại vì em không có piece hoặc là không có piece nào đặt vào đó được thì em không đặt. Cái piece là đặt vào puzzle mà chỉ được đặt một cái piece thôi vào puzzle. Còn cái Master là đặt vào từng puzzle luôn, một puzzle một piece. Có nghĩa là em giả sử em có 4 puzzle đây rồi, em có một đống piece đây, em được quyền dùng Master để em đặt vào từng puzzle luôn. Mà cái gì là một action thôi. Còn không, em phải làm cái place là phải mất 4 action để đặt cho 4 chỗ. Rồi thì trong lượt là mỗi người sẽ có được 3 action. Em sẽ chọn một trong 5 action này. Thì nghe ngoài được cái Master này thì những khác làm 3 lần là làm trong lượt đó cũng được. Với 3 action vậy. Ok, end game khi nào mà cần fill này, thao cuối cùng lấy để đặt đây là cái đó là thao cuối cùng là end game. Xong mình sẽ chơi hết cái round đó xong rồi play một final round. Rồi sau khi một final round xong rồi á, thì là mình sẽ có được một lần để mà gọi là finishing touch. Là em sẽ dùng hết tất cả những piece em có để mà em fill đầy hết tất cả những cái còn lại mà em hiện tại có. Được. Nhưng mà cho mỗi piece mà em đang thiếu em đặt vào là sẽ bị trừ một điểm. Dường như này em đặt vào thêm 2 piece nữa để mà fill nó, em sẽ được 2 điểm, còn lại 3 điểm. Là em được 3 điểm.
Còn những cái nào mà em không fill được, cuối game sẽ bị trừ trừ bấy nhiêu đó điểm. Như này về em không fill được hết là sẽ bị trừ 5 điểm. À, mọi người bắt đầu game với một cái này. Với là một cái xanh. Rồi, à, bắt đầu. Ok. Hai này từ từ nha. Em có thể dùng hai sân còn lại để mà em play luôn cả hai cái. Em còn hai sân nữa. Em mới lấy một sân, em còn hai sân nữa, em phải dùng hai sân đó để em đặt vào đây hai cái. Để mà hành luôn này em lấy được thêm một miếng thứ ba. Xong đúng không? Em... À, là em sẽ trả lại lại đây, xong rồi em lật ngược lại. À, xong hết bá sao không? Ok. Cho nên mấy cái này. Đây là một. Ừ. Cái 2, 3 làm xong này luôn. Tập đây. Là nó hoàn thành nó này. Xong rồi trả lại lại đây anh được liền một cái miếng này. Mà mấy sao này? Ok. Lip tinh lấy này. Xong rồi mình cùng mấy sao để đặt vào. And that's it. Actually, upgrade là em được quyền chọn take một level one piece. Là từ cái gì được lấy. Hoặc là upgrade đổi là replace đó. Ok. Xong rồi.
Lấy này, action đầu tiên. Action thứ hai sẽ là action này đi. Dùng xa xíu. Action thứ ba sẽ là master action. Một cái play. Hai. Ba, ok. Xong rồi, cái này là trở về đây. Get from this long as this. Em cho anh quay lại lại này. Set sẽ này. Action đầu tiên của anh là sẽ upgrade cái này lên một cái thứ này. Action này chắc là sẽ lấy. Action thứ ba là master action. Ok. Master. Okay. Xong rồi sau đầu tiên là cái này. Một cái này. Một cái này. Action thứ hai. Oh, action thứ hai. Cái này đi. Action thứ ba là place. Action đầu tiên của anh là place. Action thứ hai là master. Action thứ ba là lấy.
Em có được một cái đen hả? Trong này luôn à? Lấy ra. Action thứ hai là master. Đừng anh em á. Master. Option thứ hai là place. Option thứ ba place luôn. Ok, ăn xong rồi. Action thứ hai cho em đẩy nhé chứ. Ok. Action thứ ba là master. Ok. Ok, action đầu tiên con nó lấy này xuống thì là sẽ có. Ok, lúc này sẽ trigger endgame nha. Ok.
mỗi người sẽ còn được thêm một lần nữa. Action thứ hai của anh sẽ là view. Master, I mean. Hay á, master xong được cái này. Thứ ba nó làm gì? Bây giờ em chỉ đợi thêm một lượt nữa thôi. Anh em mọi người đợi thêm một lượt thôi. Action thứ ba là lấy về biscuit for the biscuit. À, xong rồi. Action đầu tiên là feel, action thứ hai là feel, action thứ ba là master. Master. Ok. Action đầu tiên của anh sẽ là đầu tiên là master đi. Feel ba là feel. Ba là feel. Then I will be one this short. Nên đây. Đây đúng rồi. Next đầu tiên. Action thứ hai. Chuyện thứ ba là phiêu. Xong rồi bây giờ phiến sinh touch. Cái này của anh là bị trừ 1 điểm. Trừ 1 điểm thì là chắc xoay ngang rồi đi. Để theo chiều kim đồng hồ. Kim ok. Trừ 2 điểm thì xoay 2 lần. Okay, trừ 2 điểm. Yeah. Ok rồi, that's it. Cộng điểm hết thôi. Mình đầu nghĩ cho này hơi đơn hơi đéo nhưng mà nghĩ kỹ lại thì chắc là cho người mới chơi rất là trò này trò hay là cái kiểu spendo ấy. Hay phết. Thì nhầm thôi. Sit sell.
Cho trừ 6 người. Còn thêm điểm nữa. I like this game. Good job, Lex. Good job, my boo. Great. Đơn giản nữa. Em có thể dùng trò này để chơi thách thức.